Pepsi không calo, thêm chanh, thêm đã. Mobifone 5G, tốc độ nâng tầm trải nghiệm. Rap name em là gì? Dạ em có không có gặp rap name. Có cái mùi gì ở đây ta? Anh ta là ai à? Cảm ơn thật ạ. Kìa, chọn về rồi à, kìa. Bấm luôn, bấm luôn. Ủa, anh chọn em luôn rồi hả? My son. I miss you. Wow, surprise, man. Oh, sorry. How does he call you? Papa. 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 Khi lúc đi casting thì anh cũng không nghĩ là em sẽ đứng đây đâu. Thật ra em dí dỏm quá. Em có nhiều cái em lạ quá. Và cho tới khi em vào đây thì anh cũng tự đặt câu hỏi vẫn nghi ngờ đó. Kiểu là có làm được hay không thôi đúng không? Đó, nhưng mà tới khi mà mấy câu đầu thôi rồi xong rồi. Nhân tố này phải về mình thôi, còn mặc áo đỏ nữa. Số em ơi. Áo đỏ chứng tỏ hợp nhau. Đúng, chính xác anh ạ. Có một cái anh phải nói thật. Đây là cái sở trường của em và em làm nó chung với là hip hop á. Nó rất là hiệu quả và nó ra được cái tinh thần của em không có mất đi cái character của em. Nhưng mà để em có thể vào vòng sau và hay ho hơn á, thực ra đó là một bài toán khó với tất cả mọi người ở đây, không phải riêng anh. Đúng vậy. Và anh thích làm mấy cái gì khó? Đó. Các bạn thân mến, thí sinh tiếp theo được mang tên Vô Diện. Mời các bạn cùng gặp gỡ. Chào em. Em giới thiệu một chút về mình đi em. Dạ. Rap name em tên gì? Rap name em là gì? Dạ em có không có gặp rap name. Có cái mùi gì ở đây ta? Anh ta là ai à? Chào phải là 2 3 nâng song sầm si quá ngủ master đi. Dạ, đầu tiên em xin chào anh Thành ạ, cũng như là các vị huấn luyện viên ở trên này ạ. Kìa, chọn về rồi kìa. Bấm luôn. Ủa, anh chọn em luôn rồi hả? Qua đây làm gì? Dạ, qua đi thi ạ. Thi không? Dạ, thật ra là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt. Tại vì anh Fero là một người, anh cũng là một người gọi là như là một người cha của em ở bên Thái. Hôm nay em đến em shout out cho Fero hả? Dạ đúng rồi. F, could you please just come down here please? Trời ơi, dễ thương quá. Em nói nhiều hơn một chút về cái quan hệ của em với anh F đi ạ. Dạ thật ra là lúc đầu em qua Thái Lan thì em không biết gì cả về vấn đề gọi là âm nhạc với những cái mà cuộc sống luôn. Thì anh F Hero đã cho em rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là dạy cho em rất là nhiều. Hai anh em cũng đã kết hợp một ca khúc, đó là Chỉ Còn Một Đêm. Dạ. Yeah. I miss you. Wow, surprise man. Oh, sorry. How does he call you? Papa. 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 And why do you like him and want to support him in Thailand? Oh, จริงๆแล้วผมชอบเพลงเวียดนามมากครับแล้วก็กวางหงมัสดีน่าจะเป็นศิลปินเบอร์แรกที่ทำให้ผมรู้จักกับเพลงเวียดนามครับ Thank you ครับขอบคุณครับ Và ngày hôm nay thì em tới em sẽ có một món quà cho anh Hero nữa. Oh, thank you. Oh wow. Thank you. Chúng ta shout out for Quang Hùng Master D và anh F Hero với một cái tình cảm rất là dễ thương hai anh em.
Dạ. Thì bây giờ chắc em xin phép em về. Sao về được? Dạ. Dạ rồi. Bây giờ trước khi về phải dạ. tặng các bạn một cái điệp khúc cái đã. Sao về được? Được không ạ? Ừ. Chắc em hát Thủy Triều đi nào. Đúng rồi. Ok ạ. Make some noise for Quang Hùng Mercedes. Nhắm mắt lại, hôn vào tai, nhớ em anh không thể nào cai. Cuốn lấy nhau như sông dập dìu, anh là gió, em là thủy triều. Bịt mắt em lại, mày mỉ đai, thế đêm nay em đang cần ai. Uống hết ly rượu đầy trên tay, ta cứ như là người trên mây. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Quang Hùng Mercedes, welcome to Rapid. Cảm ơn em. And F Hero, thank you. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Ravi. Thưa quý vị, thí sinh mà chúng tôi muốn mời quý vị cùng gặp gỡ ngay sau đây. Anh ta là ai? Mời gặp gỡ. Yeah. Sao các bạn la quá vậy? You know him? Có ai có xem Rabbit mùa 3 năm ngoái không? Hay quá. Mà tôi tía từ đằng xa tôi cũng thấy Juno tới ủng hộ cho bạn của mình rồi á. Juno, cho anh biết hôm nay cảm xúc của em như thế nào? Dạ, em xin chào anh Thành. Em xin chào tất cả các huấn luyện viên và các bạn đã có mặt ở đây ngày hôm nay ạ. Lần đầu em thi cảm giác khác, nhưng mà bây giờ em dẫn Phụng đi thì em vẫn có cảm giác hồi hộp. Em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rất tốt. Hãy chiến tất cả những cái gì mà mình có. Let's go. Cảm ơn anh. Ngày nào thì Minh Phụng làm khách mời cho tiết mục của Juno. Hôm nay Juno dẫn Minh Phụng đến đây thi lại. Coi như là có qua có lại, cứ thoải lòng nhau, ok? Và nhân vật đáng tranh giành đây rồi, Tiêu Minh Phụng. Yeah, chúc mừng em. Yeah, cảm ơn. Với 4 lựa chọn từ các huấn luyện viên, liên tục những cái mới, những cái bất ngờ và những cái cách em dồn tình huống, dồn tiết tấu vào trong cái bài thể hiện của em rất tuyệt vời. Một tràng pháo tay để cho Tiêu Minh Phụng. Bình chọn. Mạnh lên anh em ơi. Ok. Hãy xem bạn có đủ điều kiện hay không. Kết quả bình chọn. Wow. 94%. Dạ, trước tiên thì cho phép em chia sẻ là khi mà đến với Rap Việt á, em là một cái trang giấy trắng. Trắng hay không anh chưa biết nha. Dạ, được. Nó trắng tinh à, trắng phiếu luôn. Tôi chưa biết à. Thì em nghĩ là em trang giấy mới đi. Dạ, trang giấy mới. Dạ, và khi đến đây thì em muốn khai thác bản thân mình nhiều hơn nữa để mình có thể làm được những việc mới mẻ hơn. Và đặc biệt em là một thế hệ gọi là rất là yêu những cái bộ môn văn hóa của nước nhà mình. Khi mà em nghe và em cảm thì em thấy ô, những cái này tại sao mà mọi người cứ luôn nghĩ là nó là mang một cái từ là sến hoặc là nó khó gần với giới trẻ. Thì em muốn những giá trị văn hóa, nghệ thuật của dân tộc mình sẽ ngày càng được đến gần hơn với các bạn trẻ và đặc biệt là bạn bè trên toàn thế giới nữa. Ok. Dạ. Sẵn bạn này nói về cái từ sến, Trấn Thành cũng muốn chia sẻ quan điểm của Trấn Thành về cái từ sến ha. Hồi xưa mình nói sến, sến là cái gì? Theo Thành, sến là một cái gì đó nó hơi nó luyến lấy nhiều hơn chút, nó điệu hơn chút, nhiều hơn cái bình thường cần phải có thì người ta gọi nó là sến. Thì riết được cái từ đó đó, nó trở thành một cái từ nghe có vẻ hơi thiên về cái cảm giác tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Thì cái âm nhạc ví dụ như là cải lương nè hay là bolero nè thì thường người ta sẽ hát ta điệu hơn chút, cái mình sẽ dùng từ đó, à này nhạc sến.
đúng không ạ? Với tôi nhé, nhạc sến nó là cái từ rất là đẹp để diễn tả một cái dòng nhạc mà mình nghe các bạn biết ai nhạc là nhạc sến mà nghe nó không có bị phản cảm. Và sến ở đây nó có cái mùi đặc biệt riêng của nó, đúng không? Rõ ràng. Cho nên chúng ta đừng có hiểu cái từ sến thành tiêu cực, chúng ta hãy hiểu cái từ sến nó cũng là một cái từ để chúng ta diễn tả một cái thể loại nào đó. Ok. Dạ, sẵn đây em chia sẻ tí xíu nữa là thật ra là ngày hôm nay em gặp lại anh Trấn Thành là em rất là vui, bởi vì là cũng lâu lắm rồi. Trước đây lúc mà em mới vào nghề á, em có tham gia một cái cuộc thi mà anh Thành là giám khảo. Ồ. Dạ. Anh có nói với em một cái câu là hãy theo nghề tiếp. Và anh nói là hy vọng là một ngày nào đó anh sẽ gặp em ở một sân khấu lớn hơn. Và ngày hôm nay em cảm thấy rất là tự hào về điều đó khi em được đứng tại sân khấu này. Và dạ. Chúc mừng em. Dạ. Trước tiên là chúc mừng em. Anh. Ok. Cái câu nói vừa rồi của em cũng làm anh rất là vui. Khi anh gửi lời khuyên đó cho ai đó mà cuối cùng anh thấy người đó thành công, mình cảm thấy rất là vui. Cảm ơn em. F Hero. Yeah. How do you think about him? Okay. He's so special, right? Very special. Very special. Like you say, this is very special. ในฐานะที่ผมเป็นคนต่างชาตินี่คือครั้งแรกที่ผมได้ยินสไตล์นี้ครับและผมคิดว่าสิ่งที่ผมเพิ่งจะได้ยินเมื่อกี้มันเจ๋งและมันงดงามที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ฟังเพลงฮิปฮอปมาเลยครับมีคำกล่าวว่าต้นไม้เนี่ยคนมักจะคิดถึงแต่ดอกกับใบกับผลไม้แต่อย่าลืมว่าต้นไม้ยืนอยู่ได้ทั้งต้นเพราะรากผมดีใจที่คุณเอารากมาใส่ในดนตรีฮิปฮอปครับ Let's play man Yes Yes so meaningful Thank you And Thái How do you think? I love it bro anh nhớ em hồi rap về mùa 3 em biểu diễn với Juno cái bài cái lương, nhưng mà bây giờ em flip cái bài này vô lại cái lương hip hop. I love how you keep the culture of Vietnamese alive, you know what I'm saying? And anh nghe cái lương á, it takes me back to my childhood. And nhưng mà nhiều mấy người trẻ đó không có hiểu the culture, the cái lương like that. So you keeping it alive bro, and I really like your style bro, and I think you're gonna go far. Thank you bro. Yeah. Các bạn biết không, anh Thái anh nói cái câu này á, tự nhiên làm Thành nhớ đến cái câu này nè. Trong thời buổi bây giờ, những bộ môn nghệ thuật văn hóa truyền thống như cải lương nên được phát triển chứ không chỉ là bảo tồn. Mình không thể để nó ở yên đó rồi mình xài đúng cái bản cũ ngày xưa mà ông cha mình nghe sao cái mình để yên nó như vậy. Nó hơi khó tiếp cận với những bạn trẻ gần đây. Thì bây giờ để cho các bạn trẻ hiểu được nó hay như thế nào, mình có một cái gọi là trung tâm chuyển hóa bằng cách là đưa vô rap, đưa vô âm nhạc, hay chúng ta làm mới nó đi một chút. Thì qua cái phương tiện đó, tự nhiên người ta nói ôi sao cái chất liệu này hay quá. Sau khi người ta thích được cái đoạn trung gian đó rồi thì tự động người ta sẽ quay về quá khứ để tìm lại cái bản gốc để mà nghe, đúng không ạ? Cho nên là Thành rất là hy vọng là những cái bạn trẻ như thế này hãy cố gắng làm cái điều đó để lan tỏa nhiều hơn cái cảm giác để cho mọi người yêu về văn hóa của dân tộc. Dạ. Yeah. Có một cái câu mà của chú Chí Tâm. Dạ, chú có viết một cái bài mà cái câu này em rất là hay. Và sẵn tiện ngày hôm nay em muốn gửi tặng cho tất cả quý vị ở đây cũng như là khán giả xem Rap Việt 2024 ạ. Ở nơi đâu còn cài lương dòng cổ thì nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Cảm ơn bạn. Thành nghĩ là những cái chất liệu này là su là đang khoái lắm rồi nè. Đầu tiên thì chị muốn bày tỏ cái sự ngưỡng mộ dành cho Phụng. Và chắc chắn là tất cả mọi người trong cái hội trường này sẽ cảm thấy rất là tự hào về cái văn hóa của Việt Nam mình, đúng không ạ? Giống như Juno Big Boy với cái màn trình diễn của em hồi kỳ trước là Siêu Anh đã cảm thấy là trời ơi, đã có rất là nhiều thứ mà các bạn có thể làm đại diện cho các bạn trẻ ở Việt Nam. Và thật sự là một người như Suma cũng muốn học hỏi từ Phụng rất là nhiều và luôn luôn muốn là ở đây để mà giúp cho Phụng muốn làm được những cái gì mà Phụng đang hướng tới. Tại vì chị nghĩ nha, với cái khả năng của em thì ở Việt Nam em đã có thể đi rất là tốt rồi. Và em vẫn sẽ làm điều đó rất là tốt một mình tự thân em thôi. Dạ, cảm ơn chị. Có một người mà gào thét cuồng loạn với em từ nãy giờ, đó là hiệp sĩ Sammy. Mời Karik
Khi lúc đi casting thì anh cũng không nghĩ là em sẽ đứng đây đâu. Thật ra em dí dỏm quá, em có nhiều cái em lạ quá. Và cho tới khi em vào đây thì anh cũng tự đặt câu hỏi vẫn nghi ngờ đó. Kiểu là có làm được hay không thôi đúng không? Đó, nhưng mà tới khi mà mấy câu đầu thôi rồi xong rồi. Cái nhân tố này phải về mình thôi, còn mặc áo đỏ nữa. Số em ơi. Áo đỏ chứng tỏ hợp nhau. Đúng, chính xác anh ạ. Có một cái anh phải nói thật, đây là cái sở trường của em và em làm nó chung với lại hip hop á, nó rất là hiệu quả và nó ra được cái tinh thần của em không có mất đi cái character của em. Nhưng mà để em có thể vào vòng sau và hay ho hơn á, thực ra đó là một bài toán khó với tất cả mọi người ở đây, không phải riêng anh. Đúng vậy. Đúng là người đàn ông có nhìn xa trong rộng nói chuyện khác không? Nhưng mà khó không có nghĩa không làm được. Và anh thích làm mấy cái gì khó. Đó. Các bạn thấy người đàn ông bản lĩnh nói chuyện khác không? Về với anh sẽ làm em khác. Ok, lời hứa rất đanh thép cho quý vị, đó là cao riết của chúng ta. Big Daddy cũng chất liệu dân gian, anh nghĩ em cũng mê. Chắc chắn là mê rồi ạ, tại vì là bạn ấy mang vọng cổ vào cùng với hip hop, nó rất là uyển chuyển, nó rất là mềm mại và cái câu từ của bạn ấy cũng không cần thiết phải là quá sâu sắc, nó rất là đời thường như là cuộc sống hàng ngày bình thường của mình ấy, nhưng mà nó lại rất là chân thực và rất là giải trí. Ví dụ như mà ngày hôm nay bài của bạn ấy mà là một món võ ngày hôm nay ấy, thì em sẽ nghĩ rằng đây là một ca khúc rất là túy quyền, tức là bạn ấy diễn trên sân khấu bạn rất thoải mái như một người say và có những câu mà cho em hú hồn. Em nghe nó rất là hay, muốn làm gì làm ấy. Dạ. Nhưng mà tôi tin chắc rằng là có một người người ta không có làm nhiều thôi nhưng mà người ta cũng sẽ mê, tại vì cái người này cũng thích đa dạng. Mời Biri. Dạ thưa anh Thành, thú thật mà nói là ban đầu em có hơi đắn đo nhẹ đấy. Dạ em nghĩ là sẽ không phải nằm trong cái phạm vi của em. Và em sẽ nghĩ là bạn sẽ đi theo một cái hướng old school. Với cái delivery đó em cũng không nghĩ là bạn sẽ có thể pull it off, you know. Nhưng mà thực sự là càng về sau thì em khẳng định bạn không phải là old school. Đây là một cái vòng nhạc mới hoàn toàn và bạn mang được cái old school vào trong cái new school như vậy. Và em là một người rất là thích chế tạo một cái gì đó mới và học hỏi. Cộng với lại bên em cũng có DJ Masiu. Cho nên là em nghĩ là với anh Karik, em tưởng đâu là anh có nguyên một cái kế hoạch sẵn cho bạn rồi. Nhưng mà anh cũng chưa chắc là anh sẽ làm gì hết, cho nên là em nghĩ là... Rồi, bây giờ em nói anh nghe đi, bây giờ em sẽ làm gì cho bạn nè. Em... em phải uống miếng nước. Tuần sau anh em mình sẽ đi nghiên cứu về vọng cổ, ông nào đi với tôi. Ai đi với ai? Chúng ta đi với nhau. Những người mà vừa đạp á. Bây giờ không hiểu về vọng cổ phải đi tìm hiểu chứ. Nếu mà bạn về team em thì em đi thôi chứ hai anh đi làm gì. Cái đoạn này đáng tranh giành. Tôi chỉ nói vậy thôi. Em gái em nghĩ sao? Em vẫn tiếp tục với cái ý của anh Ephiral. Những cái tinh túy này của mỗi nước, chúng ta sẽ nhìn vào nhau và để biết được rằng mỗi dân tộc sẽ có những cái gì. Và đó là những cái lần giao lưu rất là tốt, mở rộng và rất là đẹp, để không chỉ bảo tồn cái văn hóa của mình mà còn phát triển nó lên. Thì cái cách của bạn đang làm kết hợp với hip hop vừa đông vừa tây như vậy thì nó rất là hợp lý để Suvoi có thể nâng đỡ và giúp đỡ bạn có những cái đường lối để đi tới nhiều hơn là Việt Nam. Cảm ơn chị. F-Hero, I'm just wondering how your traditional music in rap sounds like. Musical in Thailand like this. Maybe บางทีเราก็เอาเพลงลูกทุ่งหรือเพลงพื้นบ้านของเราเข้ามาใส่ในบีทครับแล้วก็มันทำให้เราผมเห็นด้วยกับซูบอยทุกประการเลยบางอย่างยกเอาไว้บนหิ้งยกเอาไว้สูงก็ไม่มีเด็กๆที่ไหนกล้าหยิบลงมาใช้แทนที่จะหยิบยกเอาไว้สูงวันหนึ่งมันก็จะหายไปตามกาลเวลาในวันนี้เราหยิบมาให้เด็กรุ่นใหม่ทุกคนเข้าเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาแอพพลายมันทำมันไปด้วยกันมันจะอยู่ไปตลอดกาลครับผม Yeah sure cuối cùngý kiến từ ban giám khảo Tiêu Minh Phụng nên về với team nào? Mời Ti. Trước hết thì anh cảm ơn em trước đã. Cảm ơn em là một người trẻ dám đứng lại để bảo tồn được rất là nhiều những cái nét văn hóa mà nhiều khi bây giờ rất là nhiều những bạn trẻ có thể bỏ quên, mà lại còn là người
lĩnh hội được chất rap, hip hop để có thể đưa vào nó một cách nhuần nhuyễn để thuyết phục lại những người mà từ đây về sau khi mà họ được tiếp cận với cả cải lương ấy, họ sẽ có những cái góc nhìn khác hơn để chúng ta cùng nhau xây dựng nó thêm một lần nữa càng ngày càng lớn mạnh, đúng không ạ? Xin cho bạn một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Yeah, cảm ơn anh. Và thứ hai là anh có thấy một cái này khá là hay, anh có nói với mọi người từ ngày xưa ấy là chính là cải lương có cái sự luyến láy mà R&B nhiều khi còn khó có thể đạt được. Đúng. Đúng không? Đúng vậy. Nếu mà để mà nói cải lương là R&B của Việt Nam ngày xưa. Đồng ý. Các bạn biết là ví dụ như một cái câu bình thường, thí dụ như là ta 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 là gần ấy nốt. Còn chú Văn Hường hồi xưa mà còn luyến thì nó sẽ là ta ta. Đó. Về kỹ thuật là kinh khủng lắm đấy. Chứng tỏ là ngày xưa là cải lương và vọng cổ của Việt Nam mình là không cần autotune luôn. Đúng rồi, cho em nghĩ đi. Cỡ Eric đi con chiều đó. No. Thì cứ đi vậy thôi à. Đó, cho nên là rất là mong nhá anh, từ trong thâm tâm của mình, anh mong một ngày nào đấy em sẽ có một cái bài kết hợp nhuần nhuyễn với R&B hoặc melodic rất là thú vị nếu mà có một cái bài hát như thế đến từ em. Ô Khoan Ti ơi, em đang tư vấn cho bạn về đội của ông ta hay về với em. Ủa sao kỳ vậy em, nó hơi bị coi như là thừa cơ đó em. Ý là góc nhìn khác để bạn ấy phát triển những cái bài hát sau đấy. À thì anh thấy góc nhìn khác nhưng mà nó hơi lợi thế cho em đó. Ừ. Em cũng nào được làm huấn luyện viên. Ok. Các bạn khán giả vừa nãy hô to những tên ai nhỉ? B-Ray. How about Sue Boy? Okay, Mr. Av, hero, who can fit him? Just only my opinion. Okay. He left old school beat, so he fit in who represent old to the old school style, Curry. Đó là ý kiến của anh Av Hero. What about you and Thái Việt Trì? Cũng hợp với character, nhưng mà I feel Sue Boy is... Sue Boy style is gonna create something new for him. So I feel Sue Boy. Cảm ơn anh. Ti. 3 2 1 và đó là chính là Curry. Curry. Chúc mừng team Curry với thành viên đầu tiên Tiêu Minh Phục. Rap Việt 2024, 20 giờ thứ bảy hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng Vion. Our Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần, từ ngày 25 tháng 8.